Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô và Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dậy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, bảng gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew từ chương 1, câu 1 cho tới câu 17 cho chúng ta thấy ba giai đoạn trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Giai đoạn loài người được dựng nên cao trọng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Giai đoạn loài người đánh mất sự cao trọng, loài người dùng ý chí tự do của mình để từ chối và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để nô lệ cho tội lỗi. Giai đoạn loài người có thể phục hồi sự cao trọng. Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu con người ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Chúa Giêsu đến để phục hồi phẩm giá mà con người đã đánh mất do tội mà con người gây nên. Thế nhưng, con người có được phục hồi phẩm giá hay không còn phụ thuộc vào việc con người từ chối hay đón nhận Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay qua hình ảnh Thánh Giuse, Thánh Matthew cho chúng ta chiêm ngắm một tấm gương trong việc đón nhận Thiên Chúa. Bản văn truyền tin theo Tin Mừng Thánh Luca được kết bằng lời xin vâng thật đẹp của Đức Maria. Qua lời xin vâng, Đức Maria đã hoàn toàn đón nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mẹ. Bản văn truyền tin theo Tin Mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe cũng kết bằng một hành động xin vâng của Thánh Giuse để đón nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Thật vậy, việc Đức Maria mang thai mà không phải do bởi Thánh Giuse đã làm cho tâm trí của Thánh Giuse lo lắng và rối bời. Tâm trí của Thánh Giuse lo lắng và rối bời vì một đằng là người công chính buộc Thánh Giuse phải lên án tội lỗi mang thai mà không phải do bởi người chồng của Đức Maria. Nhưng đằng khác, Ngài lại không muốn tố cáo vì có lẽ không dám nghĩ xấu cho Đức Maria. Sự giằng co này dường như đã làm cho Thánh Giuse kiệt sức, nhưng rồi cuối cùng cũng phải đi đến một quyết định vẹn toàn cho cả đôi đường. Đó là định tâm lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo. Điều này có nghĩa là thay vì lên án Đức Maria rồi đuổi Đức Maria ra khỏi nhà, thì Thánh Giuse lại quyết định không những không lên án Đức Maria mà còn chấp nhận để Đức Maria ở lại, còn mình thì âm thầm ra đi. Khó khăn lắm Thánh Giuse mới đưa ra được quyết định mà theo Ngài là vẹn toàn cho cả đôi đường. Thế nhưng
Thiên Chúa lại sai sứ thần hiện đến báo mộng cho biết Thánh Giuse phải đón Đức Maria về, vì người con bà cô mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cô mang con trẻ và phải đặt tên là Giêsu, một lời mời gọi làm đảo lộn tất cả những toan tính của Thánh Giuse. Nếu như quyết định lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo là một quyết định khó khăn, thì quyết định thực hiện lời sứ thần Chúa truyền là đón Đức Maria về nhà còn khó khăn hơn bội phần. Thật vậy, quyết định lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn. Nhưng dù sao, quyết định này cũng được đưa ra bởi những tính toán của Thánh Giuse, và Thánh Giuse có thể hiểu được. Còn nếu quyết định thực hiện lời sứ thần Chúa truyền thì không những đòi hỏi gạt bỏ ý riêng mà còn phải bỏ qua sự hiểu biết. Sự hiểu biết mà hầu hết chúng ta thường dựa vào nó để đưa ra những quyết định. Thật vậy, hành động xin vâng của Thánh Giuse chỉ có thể thực hiện được khi tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chính trong khoảnh khắc này, ta mới hiểu được tại sao Thánh Giuse được mệnh danh là người công chính. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết noi gương Thánh Giuse trong việc tin tưởng và đón nhận chương trình của Thiên Chúa trong từng hoàn cảnh sống, để nhờ đó chúng con cũng được chương trình của Thiên Chúa thanh luyện và giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi. Amen.